Thưa quý vị, đến 16 giờ chiều nay, tâm bão số 9 ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão ở cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão ở ngay trên đất liền khu vực Bắc Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vị tuyến 11 đến 17 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110 đến 120 độ Kinh Đông. Bão số 9 di chuyển rất nhanh. Dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai, thời tiết chủ đạo ở các tỉnh miền Trung vẫn là nhiều mây. Riêng khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác. Sau đó, đến chiều và tối mai, khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định và phía bắc của tỉnh Phú Yên nhiều mây, có mưa nhiều nơi. Bắt đầu có những điểm mưa vừa, mưa to và người dân ở các tỉnh trên cần phải đề phòng tới hiện tượng lốc xoáy và dông xét. Ngày mai, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nền nhiệt duy trì trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Còn ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận có mức nhiệt là từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm nay và sáng ngày mai ít mưa, nhưng đến chiều và tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, ở các tỉnh miền Bắc, trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, vùng ven biển và các tỉnh Nam Đồng Bằng tiếp tục có mưa rải rác. Nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở khu vực vùng núi từ 17 đến 20 độ, khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội có mức nhiệt là từ 20 đến 22 độ. Trưa và chiều mai, mưa giảm nhưng nắng yếu, nhiệt độ cao 25 đến 27 độ. Và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.